Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với VN. Các bạn có thấy một cái nghịch lý này không các bạn? Đó là đàn ông thì càng ngày càng muốn cái đó của mình càng to ra, còn phụ nữ thì sao? Càng ngày càng muốn cái đó của mình nhỏ lại, phải có chiều dài và phải xe khít nữa. Vậy thì đàn ông thích một cái con chim chép như thế nào vậy các bạn? Các bạn nam chia sẻ ý kiến của mình như thế này các bạn, cũng nghe rất là hấp dẫn luôn. Đó thì anh này chia sẻ như thế này nè, không biết mọi người như thế nào, chứ mà riêng tôi thì tôi thích một con chim chép tuổi 18 đôi mươi. Anh khác lại nói á, phải sạch sẽ, phải thơm tho là cái tiêu chuẩn đầu tiên, phải có lông, phải gọn gàng, môi khép kín và phải hồng hào. Tuổi tác thì cũng chưa nói được cái điều gì về cái vẻ đẹp của chim chép. Nhiều người thì chăm sóc kỹ lưỡng thì đến 60 tuổi nó vẫn đẹp. Đó, một anh khác lại nói đó là tôi thích một con chim chép sạch sẽ, thơm tho. Vợ tôi là người như vậy, cô ấy dùng thêm cả nước hoa ở phía dưới nên tôi chẳng bao giờ cưỡng lại được. Đó, một anh khác lại nói như thế này nè. Mình thích một con chim chép hồng hào, đôi môi nhỏ nhắn vừa với cậu bé của mình. Nhiều đàn ông khác lại bày tỏ một cái ý kiến chung chung như thế này các bạn. Tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh. Lúc đó thì chỉ cần biết mùi vị thôi, không còn quan tâm đến cái nhan sắc nữa. Hay là phải sạch sẽ, không nhỏ, không đen, không trắng là ok. Trời đất ơi, đàn ông các bạn thì thích một con chép chép như vậy đúng không? Còn phụ nữ thì sao các bạn? Thì họ nghĩ như thế nào? Các bạn có biết phụ nữ là người ta gọi là bà hoàng của những cái nỗi lo đó? Cái đó các bạn nghe chưa? Trước những cái vấn đề chim chép á, thì phụ nữ họ lo rất là nhiều, trời nhức đầu luôn. Nào là chim chép bị xấu nè, chim chép bị thâm, không được khít như ngày xưa, lúc mà chưa lên bờ xuống ruộng đó. Họ lo chim chép không biết đó là có co bóp được hay là không, có mang lại khoái cảm cho đối phương hay là không. Lo chim chép không thơm, lo có lông ít, rồi lại lo có lông nhiều. Trời ơi, chim chép có hình dạng khác với những con chim chép khác. Trời ơi, lo chim chép quá to rồi cũng lo chim chép quá nhỏ. Trời ơi, nói mệt luôn. Trời ơi, nguyên cái suy nghĩ quá nhỏ thì vô nó rách từ lưa làm sao. Trời ơi, tôi nói mà tôi mệt giùm luôn các bạn. Lo chi mà lo dữ thần vậy trời. Đó, các bạn thân quen á thì cũng có những cái nỗi lo này nha. Vì sao? Vì mình cũng là cái người trải qua nó rồi. Nhưng mà khi chúng ta chia sẻ cái nỗi lo này cho đối phương đó, thì cái cảm giác này nó không còn nữa các bạn. Mình hỏi thẳng luôn, đơn giản mà. Nó hỏi như thế nào? Anh thấy con chim chép của em như thế nào? Hôm nay thì em có mùi gì lạ hay là không? Trời đất ơi, cứ cắm đồ cắm cổ hỏi đi các bạn, có vấn đề gì đâu. Hơi chi mà lo rồi thấp thỏm. Rồi khi người ta chê thì quay ra giận dỗi, cắn xé người ta, không thèm nói chuyện. Đúng không? Vậy thì có một cái tiêu chuẩn nào để nói về một cái con chim chép nó đẹp không vậy các bạn? Thì bất kỳ một cái cơ quan hoặc là một cái bộ phận trên cơ thể chúng ta đều có thể đánh giá bằng một số tiêu chí để mà có thể biết nó là bình thường hay là bất thường. Thì nó còn dễ đánh giá hơn cái việc đó là các bạn đánh giá nó có đẹp hay là không, đúng không? Thì về cái mặt bản chất á, nó đẹp hay không thì nó phụ thuộc vào cái mặt cảm xúc của chúng ta. Nghĩa là sao? Nghĩa là có thể anh này thấy con chim chép của chị này là đẹp, nhưng mà anh khác lại cho rằng cái con chim chép của chị này là xấu, thì cũng khó đánh giá đúng không các bạn? Giống như VN nè, nói thiệt luôn nha, VN có một cái bộ sưu tập, chắc mình phải nói đến là cả nghìn con chim chép tôi sưu tầm trên mạng á bà con. Đó, mấy ông sẽ nói là tôi biến thái này kia. Tôi là cái thẳng nha, tại cái sở thích tôi nó hơi quái chút xíu đó. Mình có sưu tập chim chép Mỹ trắng nè, da đen, châu Á. Mà thường thì mình thấy cái con nào nó cũng đẹp, nó cũng giống giống nhau, nó cũng dễ thương các bạn. Mình thì thiên về cái màu sắc hơn, như là phải hơi hồng hồng. Với mình thì thâm thì nó không được mình đánh giá cao. Chứ mấy em mà môi dày với dài rồi đó các bạn thì mình không có thấy xinh. Đó, còn môi dày với cái hàng hơi to nữa đó thì chắc phải đi đó làm phẫu thuật thẩm mỹ rồi các bạn. Nhìn cho nó gọn gàng, nó xinh xắn lại chút xíu ha. Đó, nhiều người á, hai môi nó dài, dài dữ lắm,
tức là do cái cơ địa của người ta, chứ không phải là do người ta lên bờ xuống ruộng nhiều gì hết trơn á. Còn đánh giá về cái mặt khỏe mạnh bình thường thì nó dễ hơn. Một cái con chim chép khỏe mạnh bình thường là một cái con chim chép đầy đủ những cái bộ phận giống như gì nó, hai môi lớn, hai môi bé, hạt ngọc nhỏ nhỏ nhô nhô các bạn, rồi lông nè, và sẽ có một cái hàng. Còn ai có hai cái hàng là bất bình thường rồi ha, vậy mà cũng có luôn các bạn, hay là nhiều người lại có hai cái hạt ngọc luôn á, tin không? Có đó. Thứ hai á, đó là cái chức năng, thì nó có chức năng chính đó là sinh con nè, đi tiểu và ân ái. Trong đó thì cái ân ái và cái đi tiểu là cái chức năng chủ yếu thôi, sinh con thì lâu lâu mới sinh, đâu phải tháng nào cũng sinh đâu đó. Nếu mà khi ân ái bị đau, bị sưng, bị chảy máu thì coi chừng đó là chim chép có vấn đề nha. Lưu ý ở đây á, là chim chép lúc nào nó cũng ẩm ướt hết các bạn, tại vì dịch nó luôn tiết ra để mà làm ẩm cái con chim chép đó. Khi mà dịch tiết nhiều bất thường, có cái mùi hôi á, thì mới gọi là bất thường đó. Mấy cha đừng có cắm đầu cắm cổ vô mà ăn mà liếm mà láp thì có ngày đứt lưu cái lưỡi ráng chịu rồi nghe. À, vậy thì á, chim chép nó có bị thay đổi theo thời gian không các bạn? Câu trả lời đó là tất nhiên là có rồi đó, thay đổi rất là nhiều luôn trong suốt cuộc đời của phụ nữ. Chức năng chính của chim chép á, đó là ân ái và sinh con. Cả hai cái cột mốc này á, đều là làm thay đổi cái hình dạng và cái độ khít. Hiểu được những cái sự thay đổi này thì có thể giúp các bạn biết được khi nào thì đối tác có vấn đề. Nhiều bạn hay lo lắng cái kích thước của đối tác của mình quá nhỏ. Trời đất ơi, thực tế thì có vài cái nguyên nhân ảnh hưởng đến cái độ khít nha các bạn. Hầu hết những cái vấn đề này á, đều rất là nhỏ và chúng ta có thể xử lý rất là dễ dàng. Nếu cảm thấy khó khăn trong cái quá trình ân ái á, thì bạn đừng có đổ lỗi cho cái đối phương hay gì hết á. Vì kích thước nó khít á, là có thể do những cái nguyên nhân rất là phổ biến. Thứ nhất á, đó là các bạn không có bôi trơn đầy đủ, không kích thích đầy đủ. Thứ hai đó là chấn thương hoặc là sang chấn tâm lý. Thứ ba đó là những cái con chim chép này bẩm sinh nó là bất thường vậy rồi. Và cuối cùng đó là khó quan hệ do cái chứng mà co thắt âm đạo. Nếu các bạn lo lắng cái con chim chép của đối phương quá rộng thì sao? Ở những cái diễn đàn á, lúc nào cũng có những cái hội chị em hết trơn á, buôn chuyện với nhau, tám với nhau. Đó, chị em phụ nữ thường nói rằng á, cái hang của chim chép nó có thể mở rộng quá mức hoặc là nó có thể hao mòn. Tuy nhiên thì cái điều này hoàn toàn không đúng như vậy. Cái hang á, không thay đổi nhiều trong suốt cuộc đời của người phụ nữ. Chuyển dạ và sinh con là một trong những cái hoạt động có thể dẫn đến thay đổi lớn về cái độ khít. Tuy nhiên thì bạn nên nhớ rằng á, cái chỗ đó nó sẽ lấy lại cái hình dáng sau khi sinh. Có thể khiến phụ nữ có cảm giác đó là hơi khác chút xíu thôi, mỗi khi mà chúng ta ân ái. Tuy nhiên thì cái điều này nó không có nghĩa đó là cái hang nó không khít như trước đây. Những phụ nữ vừa mới sinh con á, có thể lấy lại cái sức mạnh cơ bắp và giúp co thắt cái chỗ đó bằng những cái bài tập Kegel. Đó, sàn xương chậu sẽ săn chắc hơn, sẽ không thay đổi cái hình dáng ở cái chỗ đó. Nhưng mà có thể giúp các bạn kiểm soát được cái âm đạo tốt hơn và tận hưởng cái khoái lạc khi mà ân ái. Có nhiều chị á, chim chép giãn rộng quá hay là cái cơ ở cái vùng này nó mất cái khả năng co giãn, đàn hồi. Đó là cái trường hợp sinh đẻ quá nhiều. Đẻ con ra con rất là to thì cái vùng sàn chậu nó bị giãn rộng. Chứ mà một hai đứa thì nó không có vấn đề gì hết đâu các bạn. Theo cái tuổi tác thì cái cơ cái vùng này nó sẽ mất cái khả năng trung giãn, làm cho nhiều ông chồng than phiền, mất cảm xúc về cái mặt chăn gối. Cái trường hợp này á thì có nên đi thẩm mỹ chăm chép hay là không? Nếu mà những cái bài tập thể dục cho cô bé giống như là Kegel nè mà nó không còn hiệu quả, hay là bị tổn thương cơ, không thể phục hồi được, hoặc là không có đủ cái thời gian để tập những cái bài tập siết cơ vùng chậu giống như là Kegel, thì chúng ta nên đi thẩm mỹ hen. Các bạn thân mến, video của WeEN đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất của WeEN nha các bạn. Bye!